I'm very thankful to be here. My mom and dad send their loving greetings, and my wife as well. Tôi rất vui được có mặt ở đây và tôi vừa mới nhận được thông tin từ bố mẹ tôi và vợ tôi thì họ cũng gửi lời chào tới tất cả người dân của Nghệ An. Our 2-year-old son now is my height. Và tôi đã có đứa trẻ, một đứa con trai 2 tuổi, như các bạn biết. And my wife is pregnant with a second boy. Và vợ tôi đang mang bầu em bé trai thứ hai của tôi. So we're very excited. Chúng tôi rất là phấn khởi ạ. No, sometimes my conversations with my mom and dad were pretty simple. Đôi khi những giao tiếp giữa tôi và bố mẹ mình ấy rất là đơn giản. Sometimes my mom would say, "How was school?" Đôi khi mẹ tôi hỏi thăm là thế nào, đi học ở trường thế nào. And I'd say, "Boring." Và tôi bảo là chán lắm. What did you learn? Thế con học được cái gì? Nothing. Chẳng học được gì cả. Did you do your homework? Đã làm bài tập chưa? No. Không, không làm, chưa làm. Are you gonna do your homework? Thế con có đi làm bài tập không đây? I don't know. Con biết con sẽ phải đi làm mà. And you know that's just sometimes how it is between parents and children. Và các bạn thấy đấy là những câu chuyện đối thoại mà chúng ta thường nghe được giữa các bậc phụ huynh và trẻ em. But my parents were deliberate and intentional in making sure that they also became my friend and not my parent. Nhưng bố mẹ tôi một cách rất là cương quyết, họ muốn trở thành những người bạn của tôi chứ không chỉ là một bậc phụ huynh. Because they loved me. Bởi vì họ yêu thương tôi. They knew that I was going through some difficult times. Vì họ biết tôi đã trải qua những thời khắc thật khó khăn. We went fishing together. Chúng tôi đã cùng nhau đi câu cá. We went camping together. Chúng tôi cùng nhau đi cắm trại. And you know me, my brother and my sister, we're all siblings. Và các bạn biết đấy, tôi cũng có em trai và em gái và chúng tôi đều là các anh chị em trong nhà cả. And we had a lot of fun as children. Và khi chúng tôi còn trẻ, còn là em bé, thì chúng tôi có rất nhiều những cái trò đùa vui với nhau. When we wrestle. Đôi khi chúng tôi vật nhau. I have a very strong chin. Vì tôi có một cầm rất là mạnh. And I could pin him down. Và tôi để dùng cái cầm của mình để ghé em trai mình xuống. And then when he was bigger, he pinned me down. Và đôi khi thì anh ta cũng vật ngửa tôi lên. Soon Kiyoshi is gonna pin me down, my son. Và con trai của tôi bây giờ cũng như vậy. Con trai của tôi cũng vật nhau với tôi và đôi khi lật ngửa tôi lên được. And it's fun. Và điều đó rất là vui ạ. But you know, I'm thankful for my brother. Và đồng thời tôi cũng rất là biết ơn người em trai của tôi. He was 2.5 years younger than me. Em trai tôi kém tôi 2.5 tuổi. And he could see that his brother had no arms or legs. Và em trai tôi cũng nhìn thấy rằng người anh cậu ấy không có chân và không có tay. And he helped me a lot. Và em trai của tôi đã giúp tôi rất nhiều. When I couldn't do something, he helped me. Khi tôi không thể làm được điều gì đó, em trai tôi giúp tôi. When I needed to get somewhere, he took me. Khi tôi muốn đi đâu đó, em trai tôi cũng đưa tôi đi tới đó. And it's this brotherly love that's unconditional. Và cái tình yêu thương của em trai tôi với tôi là vô điều kiện. Even in your job. Ngay cả trong công việc của chúng ta. You have different work colleagues. Chúng ta có những người đồng nghiệp khác nhau chỗ làm. In your nation. Và trong mối quan hệ này, we are a family. Thì chúng ta là một gia đình. Sometimes people say, "Well, I don't have a friend." Đôi khi cũng nói rằng là tôi chẳng có người bạn nào cả. No one's nice to me. Và chẳng có ai có tỏ vẻ là tốt hay là thích kết bạn với tôi. No one's serving me. Và không ai phục vụ gì tôi cả. No one's helping me. Chẳng ai giúp đỡ gì tôi. So why should I help someone else? Tôi cần có người nào khác nữa. No, that's not the attitude. Thì đấy không phải là câu trả lời. It's how can I help you? Vấn đề là tôi có thể giúp các bạn như thế nào? How can I be the change that I want to see in my country? Và tôi làm gì để có được những sự thay đổi mà tôi muốn có ở đất nước mình? One of the most beautiful stories that I have. Một trong câu chuyện hay nhất mà tôi từng có. Was when I was 17 years old. Đó là khi tôi 17 tuổi. I would have to wait for 1 hour after every day to get my taxi home. Khi tôi đi học ấy, thì cuối giờ học. Khi tan trường, bao giờ cũng vậy, tôi phải đợi 1 tiếng đồng hồ để taxi tới và chở tôi về nhà. And the cleaner of my school, và người lao công quét dọn ở trường tôi, he saw me waiting for my taxi. Thì cũng nhìn thấy tôi ngày nào phải đợi taxi đưa về nhà. And so he came a little bit closer to me. Và ngày nào cũng vậy, anh ta gần đến và tiếp xúc với tôi. And I came a little closer to him. Và tôi cũng đến gần với lại ông lao công hơn. We started talking. Và chúng tôi bắt đầu bắt chuyện với nhau. We became friends. Và chúng tôi trở thành những người bạn. And after 3 weeks of talking. Và sau 3 tuần nói chuyện với nhau. He looked at me one day and said something that really, really surprised me. Thì ông lao công có nói với tôi một câu mà tôi thực sự rất là ngạc nhiên. He looked at me and said, "Nick, you're going to be a speaker." Ông lao công mới nói rằng là Nick, cậu sẽ trở thành một nhà diễn thuyết đấy. I said, "What?" Tôi bảo cái gì cơ? Is he good? Tôi rất là ngạc nhiên.
And you say what? Cái gì cơ? Cái gì cơ? He said you're going to be a speaker and you're going to share your story. Ông làm công ấy bảo rằng cậu sẽ trở thành một nhà diễn thuyết và chia sẻ những câu chuyện mà cậu có. I said you're a crazy old man. Tôi bảo là ôi ý tưởng đó thật là điên rồ. I don't have a story. Bởi vì tôi không có một câu chuyện gì cả. He said yes you do. Ông làm công ấy bảo rằng là có chứ cậu có chứ. I said no I don't. Không tôi không có. How do you say that? Không không có. Không không có. And he said, Nick, every Friday there is a group of students that share something inspirational. You should go and speak at that group. Và ông Long Công nói rằng, Nick, cậu biết không? Cứ thứ sáu hàng tuần là có câu lạc bộ sinh viên và họ chia sẻ với nhau câu chuyện để truyền cảm hứng cho nhau trong trường. I said no. Và tôi bảo không. He said please. Ông bảo cứ thử tham gia xem sao. I said no. Không. For 3 months. Sau 3 tháng, he asked me. Và ông ta có hỏi tôi. And I said no. Và tôi vẫn bảo không, tôi từ chối. He got so annoying. Và lúc đó ông ấy rất là bực mình. Then I said yes. Cho đến khi tôi nói có, tôi sẽ tham gia. And so I went there and I spoke in front of 10 students. Và cái buổi diễn thuyết đầu tiên ở trường là trước 10 bạn sinh viên. And I spoke only for a couple minutes. Và tôi chỉ nói có một vài phút thôi ạ. And after I was finished, I looked at a girl. Và sau khi tôi kết thúc bài nói chuyện của mình ý, tôi nhìn một bạn gái ngồi đó. And I looked at her. Và tôi nhìn bạn gái này. And she's like, I said, are you okay? Bạn gái lúc đó thì đang khóc giấm dứt. Và tôi có hỏi bạn ổn chứ, bạn có sao không? I said, what's wrong? Có chuyện gì xảy ra với bạn đấy? Nothing. Không sao cả. I said, well, why are you crying? Thế tại sao bạn lại khóc? She said, I don't know, I was just touched by what you said. Tôi không biết nhưng mà tôi cảm thấy rất là cảm động bởi câu chuyện mà Nick vừa kể. And I'm thinking, really? Tôi mới bảo, thật thế sao? I didn't say anything big. Tôi chẳng nói điều gì to lớn cả. But it touched her heart. Nhưng đã chạm được vào trái tim của cô ấy. There was a seed of love. Đấy chính là hạt giống của tình thương yêu. A seed of hope. Hạt giống của niềm hy vọng. And she realized that she wasn't a mistake, that she had a greater purpose in life. Và cô ấy nhận ra rằng những cái sai lầm cô ấy mắc phải không có ý nghĩa gì so với cái mục đích sống của cô ấy. And as you do your job and as you go from day to day, I want to tell you something. Và khi các bạn đi đến công sở, đi làm hàng ngày, tôi muốn chia sẻ với các bạn một thông điệp. That every word you say and everything you do is actually a seed. Tất cả những việc bạn làm, những việc các bạn nói tại nơi làm việc của mình, thực chất là những hạt giống các bạn đã gieo. If you plant seeds of love, love grows. Khi các bạn gieo những hạt giống của tình thương yêu, thì tình thương yêu sẽ nảy mầm. If you plant seeds of honesty and generosity, it grows. Nếu như các bạn gieo những hạt giống của sự chân thật, thì sự chân thật cũng sẽ nảy mầm. Plant good seeds. Vậy các bạn hãy gieo những hạt giống tốt. One day when I was 6 years old, khi tôi còn 6 tuổi, my dad said, "Hey, let's plant a tomato vine." Thì bố tôi mới bảo là bây giờ chúng ta sẽ đi gieo những hạt giống cây cà chua nhé. He said if we get the seeds of this tomato, it can grow. Và khi chúng ta sẽ gieo hạt giống này thì cây nó sẽ mọc mầm lên đấy ạ. So we went outside, got tomatoes, squished it and put the seeds in the ground. Và bố tôi mới đưa tôi ra ngoài vườn, đào một cái hố và đặt những hạt cà chua vào trong đó. And we padded the dirt. Và sau đó chúng tôi phủ đất lên. And we added some water. Chúng tôi tưới một chút nước. And my dad said, "Okay, Nick, now it's going to take a very long time." Và lúc đó bố tôi bảo, xong rồi chúng ta đã gieo hạt xong, bây giờ sẽ phải chờ một thời gian rất là dài đấy. And I said, "Okay." Tôi bảo được. So I waited. Và tôi cứ đứng đợi ở cạnh cái lỗ tôi vừa gieo cái hạt cà chua. And my dad went inside. Và bố tôi lúc đó thì quay trở vào nhà rồi. And I'm waiting. Và tôi cứ ngồi đợi. And I'm waiting. Đợi mãi. I'm 6 years old. Lúc đó tôi có 6 tuổi thôi ạ. I'm waiting a long time. Và tôi đợi cảm thấy một thời gian rất là dài. My dad comes outside, he says, "What are you doing?" Và bố tôi ở trong nhà chạy ra và hỏi, "Con làm gì đó thế?" I said, "I'm waiting." Con đang đợi. He said, "For what?" Đợi gì vậy? I said, "For some tomatoes." Đợi cây cà chua nó nảy màu nó mọc lên. He said, "No, I told you I'm waiting. You should wait for a long time." Bố mới vừa bảo rằng con phải đợi thời gian rất dài cơ mà. Like 2 weeks. Ít nhất là 2 tuần. I said, "What?" Tôi bảo cái gì cơ? No, that's too long. 2 tuần thì dài quá. I said, "Nick, wait 2 weeks." Như vậy chúng tôi phải đợi tới 2 tuần. He went back inside. Và bố tôi vẫn quay trở lại nhà. And I couldn't believe it. Và tôi lúc đó tôi không tin bố tôi đâu. So I dug up. Tôi mới đào cái đất đó lên.
just to check the seats were there. Tôi kiểm tra xem cái hạt giống nó có nằm đó không, nó chạy mất rồi. And I quickly pat it back down. Và sau đó tôi lại rất là nhanh tôi phủ đất, lấp đầy nó. And 2 weeks later. Và 2 tuần sau, something started growing. Quả thực thì đã có cái mầm cây nó mọc lên. I want to encourage you today. Tôi muốn khuyến khích các bạn rằng, I want to ask you. Tôi muốn yêu cầu các bạn. What seeds are you planting along the way as you live your life day to day? Những hạt giống các bạn gieo ấy, đôi khi các bạn phải đợi cả đời mình nói mọc mầm. I want to tell you. Và tôi muốn nói một câu chuyện này nữa. That is what makes a country strong. Đó chính là điều khiến cho quốc gia trở thành đất nước hùng cường. At my funeral. Ở đám tang của tôi. They're not going to talk about my achievements. Mọi người sẽ không nói về những cái thành tích của tôi đâu. But they're going to talk about the love that was planted along the way. Nhưng họ sẽ nói về những cái mẩu chuyện về tình thương yêu mà tôi đã gieo mầm trong suốt cuộc đời của tôi. Why don't we do that? Tại sao chúng ta lại không làm điều này? Oh, I'm so busy. Có người sẽ bảo rằng, ôi, tôi bận lắm. You go and see people. Chúng ta đi gặp gỡ mọi người. Hi, how are you? Gặp gỡ chào hỏi, xin chào. Fine, everything's fine. Có khỏe không? Everything's fine. Mọi chuyện đều ổn chứ? Yes, everything's fine. Mọi chuyện đều ổn tốt. Oh, the kids are fine. Trẻ con ở nhà tốt chứ? My husband's fine. Chồng tôi tốt. Everything's fine. Mọi chuyện đều ổn. And then nothing's fine. Nhưng thực ra tất cả mọi chuyện đều không ổn đó. And you could really ask them. Và tôi thực ra chúng ta có thể hỏi họ rằng, are you really okay? Chúng ta thực sự có ổn không? Is there anything I can help you to do? Có điều gì tôi có thể hỗ trợ các bạn không? Well, I don't want to tell anyone that. Nhưng mà người ta sẽ trả lời rằng là tôi không muốn kể chuyện này ra đâu. I don't want to ask for help. Tôi không muốn là phải có sự giúp đỡ của mọi người. Let me ask you. Để tôi hỏi các bạn nhé. What if I never asked for help? Nếu như tôi chưa từng yêu cầu người khác giúp đỡ tôi, I wouldn't be where I am. Thì tôi sẽ không có được ngày hôm nay. Is it okay to be in need of some help? Yes. Chuyện rất là bình thường khi chúng ta cần có người nào đó giúp đỡ chúng ta. We all need help. Chúng ta đều cần sự giúp đỡ cả. We all need each other. Chúng ta đều cần nhau. Sometimes we don't even know what we need. Đôi khi chúng ta không biết là mình cần cái gì. But imagine my janitor, the cleaner, who told me that I'm going to be a speaker. Imagine if he didn't tell me that. Hãy tưởng tượng xem nếu như người lao công quét dọn ở trường ấy không nói rằng tôi có tài diễn thuyết ấy, thì chắc là tôi cũng chẳng biết được cái điều mà tôi cần đâu. It wasn't my parents who inspired me to be a speaker. They thought I was crazy. Và ngay cả bố mẹ tôi thì cũng không nghĩ rằng tôi sẽ trở thành nhà diễn thuyết và họ vẫn cho rằng đó là một ý tưởng điên rồ. It was the person who cleaned the toilets at my school that changed my life. Chính người quét dọn nhà vệ sinh ở trường học của tôi đã làm thay đổi cuộc đời tôi. That's why it doesn't matter what your job is. Đó có nghĩa là chúng ta làm nghề gì không quan trọng. It doesn't matter how much money you have. Chúng ta có bao nhiêu tiền không quan trọng. It doesn't matter what education you have. Chúng ta học hành cao đến đâu không quan trọng. Have the education of love. Cái chính là giáo dục trong cuộc sống. Of family. Trong gia đình. Of the mindset that we can all help each other. Trong cái tư duy rằng chúng ta luôn luôn có thể giúp đỡ những người khác. Nhưng hôm nay cũng là có một cái động lực đến đây. Thì là Nick nói vậy thì mình cũng có thêm một cái động lực, thêm một sức mạnh. Có thể là để cho mình trong cái tương lai có một cái gì để cho cuộc sống cho chính mình. Cảm ơn nhiều. Một người như Nick thì đem lại cho cháu cảm hứng là có nguồn sức sống hơn ạ. Có nghị lực sống trong, có nghị lực sống nhiều hơn trong cuộc sống ạ. Đến với chương trình ngày hôm nay thì em mong muốn là học hỏi được cái nghị lực sống. Tức là những người khuyết tật nhưng mà họ đã vượt lên trong cuộc sống. Tiếp thêm sức mạnh cho mình trong niềm tin trong cuộc sống ạ. Trên thực tế kể từ khi Nick về Việt Nam cùng với Nick Việt Nam thì Nick cũng đã khơi dậy được niềm đam mê, nhiệt huyết và nghị lực sống cho